Hôm nay là ngày chủ nhật, hai vợ chồng mình tranh thủ đi có chút việc và ghé qua những hàng cỏ bò bái ở đường Bắc Sơn, ở cái đường Bắc Sơn đấy. Thì hôm nay các bạn mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái hàng phở bò tên là phở bò Phú Bái đường Bắc Sơn các bạn nhé. Thấy bảo ăn cũng rất ngon, hôm nay vào xem nó có ngon không các bạn nhé. Chụp đây rất đông, khách ăn rất là đông. Đấy, không ngồi thay vào đây. Đây, thân ngồi. Quay đây nhìn anh đi. Đi lên đây. Cái ghế để ngồi chõng đằng sau. Cái vợ gọi phở bò ăn bắt mắt. Bắt mắt nhỉ? Ngon chưa? Ngon nhỉ? Để cái đây. Dạ, cái chắc người ta đây đây người ta làm đấy, ăn đấy. Chắc bởi vì là ở đây người nào cũng bán, thế nên chắc có thể đảm bảo. Vậy ăn thịt bò. Ăn tí vậy chẳng. Bò xin đấy, ăn tí vậy chẳng. Dầu. Để thôi. Đây cũng đầy đây. Đây còn trong đầy đây. Kể ra anh ngồi thế này mới đúng. Hả? Nhà hai đứa đỡ chạm nhau. Ừ, đúng rồi. Thịt đổ. Đúng không? Đổi ghế. Anh ngồi tay chiều dưới. Đúng rồi nhỉ? Thế mà mình ra này. Đấy, nó thoáng hơn. Không có câu ăn trong nồi ngồi trong hướng, không có sai nhỉ? Yeah. Hai bên cứ đánh nhau. Ta đi ớt này. Ta đi ta đẹp này. Nặng thật ngon đấy. Ngon. Măng ớt. Cay ạ.
ăn khác này, khác bọt này. Đây quán phở đây. Lịch sự nhỉ, bàn ghế sạch sẽ. Phòng đã. Nào, các quán phở, phở bò, quán phở bò đây thì rộng nhất. Đây là làm nên là nó dùng cũng ngon. Và bảo nếu mà ăn ăn không nhanh thì bỏ sẽ trương nhanh hơn, thì bún sẽ trương nhanh hơn. Bởi vì sợi phở nó cũng rất là to rồi. Đấy, ăn được rồi. Miếng rau ngủ ngon đấy. Ừ được, không cay luôn. Ăn trên đây không cay. Đấy, nó có hai màu khác nhau ấy, ăn đi. Cái này họ cho nghệ. Không phải nghệ, cái gước gước, chờ gước. Gước. Cái này anh đi. Cá. Cái này cá ấy, cá hồi. Ôi, nóng rồi đấy. Quán phở cũng bán thì quán phở nhưng mà ngon như là ăn ngon thấy đấy ngon. Chưa có mình gần hàng thì mình có ăn phở cổ ấy nhỉ, chuyển đâu rồi. Đâu à anh? Ừ. Ở đâu? Ở cổ người ngõ mình ấy. Em đã thấy no rồi đấy. Ăn đi. Toàn người ăn đi đâu hết. Quán này bán từ sáng đến tối. Thì
qua cái chỗ kia để xem cái giá đẻ bát này nó có rẻ hơn ở trong siêu thị. Siêu thị hôm qua 200+. Giá đẻ bát á? Đẻ gia vị. Nó có. Đẻ được. Đẻ mấy cái đồ gia vị luôn. Chan nước mắm các thứ luôn. Đâu để đấy thôi. Để cho bạn cái này ăn cũng ngon này. Cho bạn cái này ngon tuyệt. Đứt hả? Đấy quá trời. Hà Nội em. Đây anh. Chân xe đạp. Gần. Cái này ăn không có bùi bùi.